Tôi có vài gợi ý chuẩn chỉnh cho chiến hữu đây đàn ông thú vị làm gì vào cuối tuần. Đó là tuân theo nguyên tắc 2, 4, 6, 8, 1 không tất nhiên, không phải là nằm ở nhà đếm số đâu anh em, đã gọi là thú vị cơ mà.